Phun Cát Duy Tùng Bắc Giang xin kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 17 tháng 11 năm 2023. Nay mình đóng mấy đơn hàng này. Giờ này mình bận nên là mình cũng ít đăng hơn. Đơn của bạn Trần Quang Minh thì bạn lấy 50 mét đề can khoan hao này và thanh toán tiền rồi. Đơn của bạn Nguyễn Tuấn Trương bạn lấy 30 mét, bạn cũng thanh toán tiền hàng rồi. Tiền đề can thì bạn sẽ gửi tiền ship cho mình. Bạn Lương Văn Thế ở Nam Định của bạn là một bao cát Thạch Anh và một bao cát Hạt Mài. Cái này mình cũng bạn cũng thanh toán tiền rồi. Này, ship miễn phí. Đằng này đóng rất là nhiều đơn nhưng mà mình không 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 quay được. Chỉ đóng tranh thủ sau đó là sáng ra là khách lấy hàng thôi, còn những cái mà đóng lâu như này thì mình sẽ lại quay. Đây những bạn này mua là hỗ trợ những bạn khách gọi là khách mua cối này của mình, cối với máy, máy cắt đề can. Máy cắt đề can thì các bạn mua thì mình sẽ hỗ trợ mình. Thì các bạn ít vốn mà các bạn cần đề can thì mình sẽ hỗ trợ các bạn, mình gửi ít một như này. Bạn không có vốn nhiều. Cắt hết thì các bạn lại lấy cũng được, cứ 50 mét một nhé. 50 mét một, 2 mét một thì mình sẽ không gửi nữa bởi vì nó ít quá, nó mất công phải đo nhiều. Mất việc. Đây mình đo luôn xuống dưới này cho như cho dễ. Đấy, dấu ở đây. Các bạn mua máy vi tính và máy cả bộ thì mình sẽ cài đặt sẵn cho. Máy cắt chữ thì mình có ST và SL này và vẫn cứ thông báo rõ ràng các bạn nhé. Bạn nào mua thì hỗ trợ các bạn về kỹ thuật. Một máy này thì mình bảo hành cho các bạn 3 tháng, hỏng hóc bất cứ cái gì mình thay miễn phí cho các bạn, bảo trì trọn đời. Riêng máy bên mình nó là máy chất lượng rồi, nó thuộc dạng chất lượng tốt nhất của Việt Nam rồi. Nó lấy uy tín để mình bán hàng nó phải khác. Những cái gì mà nó cảm thấy nó kém là về mình thay thế hết cho các bạn, không bán theo kiểu chộp giật hai, nhưng mà cũng không thu mua lại các bạn nhé. Các bạn nhớ một điều là mình không thu mua lại bởi vì mình bán rất là nhiều. Một tháng mình bán máy rồi thì cối rất là nhiều nên là mình cũng không thu mua lại, vì thu mua lại thì nếu mà có điều kiện thì mình sẽ thành lập một cái trang gọi là phát lại đồ để những bạn khác mua thì sẽ chán. Thì nó có nhiều cái nguyên nhân như này: một là các bạn đổi việc, hai là các bạn có tuổi rồi các bạn nghỉ, thế nó có nhiều lý do lắm, thì các bạn có thể là không dùng nữa. Bốn này không dùng nữa thì các bạn phát lại. Phát lại thì giá bao nhiêu là tùy các bạn. Mình sẽ cho bây giờ hiện tại là mình vẫn đang cho số. Cho số để những bạn nào mà không dùng nữa thì mình vẫn cho số để các bạn bán cho những bạn mà không có điều kiện các bạn mua mới, thì các bạn mua lại những cái đồ của các bạn. Đồ cũ nhưng mà vẫn là đồ tốt nhé. Những bạn nào mua thì bên mình vẫn hỗ trợ về kỹ thuật. Nếu các bạn mua hàng của bên mình mà mua lại của bạn khác thì các bạn cứ chụp hình lên mình nhìn cái là mình biết sản phẩm của mình ngay. Mình vẫn hỗ trợ kỹ thuật cho các bạn. Ví dụ các bạn mua cối bên chỗ khác này, cối bên mình này, nhưng bây giờ một lý do nào đó mà các bạn mà không dùng nữa thì các bạn bán lại cho các bạn khác, thì các bạn bạn nào mua sau ấy các bạn cứ cứ alo mình hướng dẫn kỹ thuật để các bạn vẫn được thì thôi. Nó rất dễ mà. Kể cả cái máy cắt, máy vi tính mình sẽ hỗ trợ các bạn để các bạn làm được. Vì hàng bên mình khẳng định chất lượng là tốt nên là mình không có sợ gì cả. Chất lượng của mình thì là cực kỳ yên tâm. Chất lượng như con người, đảm bảo uy tín luôn. Không bán hàng bừa bãi, không bán hàng đẻo. Chỉ có động viên khuyến khích khách hàng làm những cái điều tốt thôi.
không làm cái điều xấu. Nên là khách nào mà mua mà không dùng nữa, có tuổi rồi, hoặc là chuyển đổi mục đích, gọi là nhiều bạn giàu các bạn không làm cơ, không làm nữa thì các bạn sẽ chuyển đổi. Chuyển đổi thì mình sẽ hỗ trợ các bạn bằng cái cách là cho số những người mua hỏi mua, các bạn sẽ tự liên hệ và bán. Mình không bán hộ các bạn đâu nhé. Nhiều bạn bảo anh bán hộ em, mình không có thời gian để giao dịch. Các bạn muốn bớt cho người ta bao nhiêu thì tùy, đấy là do các bạn. Năm ngoái mình bán hộ một bạn thì bạn ấy bảo là cứ đăng hộ, nhưng mà bạn ấy đăng là bạn ấy phải thống nhất luôn là chỉ lấy 50% thôi, chấp nhận lỗ 50% luôn. Nhưng mà bạn ấy làm cũng 10 năm rồi, cái bộ đấy đăng chỉ trong phút mốt là mất ngay. Nhiều bạn mua mới mà bỏ mất 30% hay 20% là các bạn tiếc lắm. Nếu mà những bạn mua mới mà bỏ ra thì nó hơi tiếc, nhưng mà các bạn mua mà dùng nó lãi rồi thì các bạn có thể đăng bán cả bộ, mua 50 triệu dùng 10 năm rồi bán 25 triệu thì mất hút ngay. Vì những cái bộ này của mình cứ dùng 20 năm vẫn cứ chạy tốt. Máy nén khí nó chỉ có đổ dầu là chạy thôi, còn cái cối này thì muôn đời không hỏng rồi. Nó chỉ hỏng mỗi cái bếp phun với cái dây cao su thì mình phải thay thường xuyên, ai cũng phải thay rồi. Làm nhiều thì phải thay thôi. Thế nên các bạn cứ dùng 10 20 năm sau các bạn bán lại vẫn ok. Mình chấp nhận bán rẻ hơn một chút. Cái ô tô mình lấy ví dụ rồi, cái ô tô Santa Fe năm ngoái đó nó tỷ 6 tỷ 7 đấy. Năm nay nó có tỷ 1 đấy. Thì người ta đấy là người giàu, người ta chơi người ta chấp nhận. Chấp nhận lỗ. Mình làm quảng cáo mình mua những cái máy in hơn 200 hoặc những máy in nhất 9 hơn 100. Thế nhưng mà mình không thích thì mình lại bán lại một lửa ngay 60 triệu ngay. Thì bán được ngay, nhưng nếu mà bán 80 triệu thì lại khó. Nên là mua các bạn cũng phải tính kỹ, bàn nhau vợ chồng tính kỹ để khi mà đã mua rồi là không giả lại được. Mua không đâu người ta giả lại, cả cái máy lên ký các bạn cũng chuyển hàng đi bóc tem là không bao giờ người ta giả lại, người ta chỉ có bảo hành cho các bạn thôi. Máy bị làm sao người ta bảo hành cho thôi. Đấy là nguyên tắc bán hàng của tất cả mọi nơi đều như thế hết, như cái quần cái áo. Không ai thu mua lại. Mua lại thì nó lại thành là đồ thùng ngay, nó bán hàng thùng ngay. Một cái áo da hàng xịn 8 triệu. Thế nhưng mà hàng thùng lại chỉ bán độ 500 nghìn thôi, chưa đến một nửa là 4 triệu đâu. Mình đấy là mình gợi ý để cho một nói chuyện để cho một số bạn biết, không sao lại bảo là mua sao lại anh lại không nhận lại thì nó khó cho cả bạn và cả mình. Thông tin mập mờ, quan điểm của mình là thông tin là rõ luôn, kể cả trên sản phẩm này mình cũng ghi đây, không đổi và trả lại. Ở cái hàng này mình đều kiểm định hết rồi, làm tốt mới bán ra thị trường. Bao giờ bắn được thì thôi, mình hướng dẫn bao giờ bắn được thì thôi. Nếu mà sợ không làm được thì không có lý do là không làm được. Bắn bia mộ thì chị em phụ nữ còn làm được, trẻ con còn làm được, gọi là cấp 3 bắt đầu nó đã bắn ngon lành rồi. Chỗ này là 20 mét này, 20 này. Đây những bạn mà mua máy cắt bên mình thì đề can mình vẫn cung cấp cho các bạn. Trước đây mình không cung cấp đâu vì nó đo này nó ngại lắm. Nhưng mà bây giờ các bạn cứ điện nhiều không cung cấp thì nó cũng khó. Vì các bạn mua, một là mua địa điểm đấy nó khó, hai là các bạn không có vốn. Đây gọi là thương tình thì lại bán thôi. Chứ bán lẻ là mình không muốn bán một chút nào.
nên là các bạn tranh thủ lúc mình bán có thời gian rảnh rỗi mình đón hàng mình bán thì các bạn cứ mua rồi một lúc nào đó mình sẽ không bán lẻ nữa thì các bạn phải tự đi mua lấy. Cái cuộn này của nó 200 mét, 200 mét thì các bạn cũng bỏ ra tầm độ hơn 4 triệu đến 5 triệu, mua lẻ thì các bạn sẽ chấp nhận phải đắt hơn một chút. Mấy triệu bạc thì làm lãi ra nhiều chứ. Cứ riêng đề ca này các bạn cứ tính mua 4 triệu thì các bạn phải làm được 400 triệu. Một cuộn đề ca phải lãi được mấy trăm triệu. Bạn nào làm nhiều, những bạn mà mới làm như này một năm thì chỉ hết tầm độ 50 mét thôi. Một mét đề can này thì nếu mà 25, 20, 30 thì làm được 3 cái đi 2, 5, 5, 3, 15 cái, 15 cái thôi mà. 15 cái 25 à 20 nhân 30. Thế những cái này các bạn cứ lấy 200 một cái thì 10 cái đã được 2 triệu, 1 mét các bạn đã lãi được 3 triệu. 53 15 là 150 triệu, 50 mét này nếu mà làm được như mình ở đây làm là lãi được 150 triệu. Thế một cuộn mà gấp 4 lần như thế có phải là 600 triệu. Đấy. Nhưng mà giá thì nó vô cùng. Công thì nó rất là cao, làm cái này nó lãi khủng khiếp luôn, ngày công cực cao luôn, cái này không phải bán mà nó gọi là lãi mà là ngày công cao. Bên mình cung cấp đủ hết, một bộ bắn hoàn chỉnh cho các bạn 50 triệu đủ hết cả bộ luôn, từ máy vi tính trở đi này đến máy cắt chữ này, rồi thì máy lén khí này, ối phun cáp này, đủ hết. Các bạn mua cả bộ này bao giờ nó cũng rẻ hơn rất nhiều. Đây là 29 mét, chưa được 30 mét. Hai mốt mét nữa. Đang cắt cũng phải bỏ ra đóng cho các bạn. Cái đề can này nó có hai loại các bạn nhé. Đề can con hào nó có hai loại. Đây là loại dày nhất này thì các bạn cắt những cái chữ bé xíu xíu nó cũng không vong. Dính nó rất là nhiều nhựa, nhiều bạn mà nhiều nhựa quá sợ mà không sợ, nhiều nhựa thì bắn xong các bạn dùng xong các bạn lau cái là khô, nó bay nhựa ngay. Như thế bắn nó mới đẹp, bắn thoải mái, nó không bay chữ.
Tới đây mình sẽ ra một cái máy nữa thì bắn tuần hoàn, các bạn vẫn dùng cái cối này của mình nhé, thì các bạn chỉ mua thêm cái máy của mình sẽ dùng sẵn cái cối của các bạn, cái cối này mình bán cho các bạn này, dùng sẵn cái cối này đấy, và mình chỉ xoáy thêm vào sao là xong thôi, là các bạn bắn tuần hoàn được, cát chảy đi chảy lại mà giá cực kỳ rẻ nhé. Các bạn đừng có vội vàng gì mà mua trên thị trường 50 triệu với lại 30 triệu 28 triệu đâu. Các bạn có sẵn cái cối của mình, các bạn cứ chờ, vì cái sản phẩm đấy mình đang thử nghiệm nó, bắn nó tốt thì mình mới đưa ra thị trường, giá sẽ cực kỳ rẻ các bạn. Giá cực kỳ rẻ luôn, để hỗ trợ những khách hàng mua cối bên mình này. Tất nhiên những khách hàng mà không mua cối bên mình thì giá nó sẽ khác, giá sẽ tương ứng với thị trường, nó rẻ hơn một chút thôi. Ví dụ như là thị trường mà bán loại đấy là 28 triệu thì mình bán cho các bạn 25 triệu, còn loại 50 triệu thì mình sẽ bán cho các bạn 45 triệu. 50 triệu thì 28 triệu ra cái loại 50 triệu đã không bán được rồi. Bên mình không xác định là không đi trước, nhưng mà sẽ đi chậm nhưng mà đi chắc, để những bạn mà mua thì sẽ các bạn sẽ luôn được cải tiến. Nhưng cải tiến thì nó phải là có hiệu quả. Vì sao lại bảo như thế? Bởi vì là cái cối này các bạn xem bên mình thì biết, gần 10 năm nay thì mỗi một năm mình đều có những cái cải tiến. Đấy, những cái cải tiến thì mang lại chất lượng tốt hơn, bền hơn, nhưng giá cả thì lại vẫn thế. Thường là giá sẽ phải tăng thêm, nhưng mà giá đây mình lấy giá gần như vẫn thế. Năm mươi mét cái này được 29 mét này, 29 mét cái này được 14 này. 14 là đi 43 44 rồi, 6 mét nữa. Đây là 4, đây là 5 mét này. Thiếu 1 mét nữa. Thiếu 1 mét thì cũng phải cho nó đủ. Cắt cái này là hay cái cắt rời linh tinh ra. Đây 1 mét đây nữa là ok. Cuộn hết vào với nhau nhé.
cái này nó có cái cuộn của nó tròn hay rồi thì mình sẽ cuộn vào cái cuộn này đó. Các bạn thấy đóng đề can nó có mất thời gian, rất là nhiều. Nói bên mình thì đang hướng đến là bán những cái cho khách thôi, những cái khách lẻ thì mua đề can mình không bán đâu. Nếu có bán thì phải chấp nhận giá khác, giá chắc chắn phải cao hơn rồi. Để còn phải lấy cái công chứ. Còn đây là chỉ chăm sóc khách hàng thôi. Miền Bắc thì bắt đầu bước vào mùa đông. Hôm nay là 17 tháng 11 rồi. Ba hôm nữa là đến ngày Tết của các thầy cô giáo. Một tiết xe lạnh, trời thì nắng đẹp, hanh, mùa này gọi mùa hanh, hanh khô. Các bạn ít tiền thì các bạn cứ mua cái cối này là dùng là chuẩn nhất, bắn nó cũng dễ, bởi vì các bạn bắn, một là bắn nó dễ, hai là các bạn quan sát được. Máy máy tuần hoàn thì chỉ có mỗi cái là cát nó tuần hoàn được vào thì lại đắt hơn mấy chục triệu nữa. Hai tám triệu đơn vị bán, 50 triệu đơn vị bán, 28 triệu thì vẫn phải dùng máy nén khí, phải dùng thêm cái máy nén khí 20 triệu nữa mới bán được. Nhưng mà cái này cối này thì có 5 triệu, các bạn đã dùng thêm cái máy nén khí tầm độ 8-9 triệu cũng là bán được rồi. Cối này nó không cần phải máy khí lớn, nhưng máy khí nhỏ vẫn bắn được. Máy tầm 3 HP là bắn ok. Nếu bạn nào làm nhiều thì lấy 4 HP. 4 HP thì nó sẽ mạnh hơn. 4 HP thì vòng tua của nó là vòng quay motor nó tính là đạt 3.600 vòng trên 1 phút. 3 HP của nó là mới đạt 2.800. Nó chỉ tương đương là 2,5 cân, 3.600 thì nó được tầm bộ 3 cân thì là bắn được, bắn bắn liên tục được, không sợ thiếu, không sợ thiếu hơi. Lúc nữa mình sẽ quay mình làm cái ảnh cho các bạn xem. Mình bây giờ rất là bận, mình kinh doanh nhiều thứ, nhưng mà mình vẫn ưu tiên cho cái sản phẩm máy phun cát này, đặc biệt là về phần viêm mộ, để hướng dẫn các bạn dạy nghề miễn phí. Những bạn ở xa các bạn đến đây học nghề thì miễn phí. Các bạn mua máy sản phẩm bao nhiêu thì các bạn cứ hỏi trước trên thị trường, xong đến đây các bạn lấy để cho các bạn yên tâm, giá đúng như giá thị trường, không bán đắt hơn. Nhưng mà dạy nghề thì miễn phí để các bạn có một cái nghề làm.
làm cho nó nhẹ nhàng, khỏi phải đi công nhân nó vất vả sớm tối nhưng mà chả được bao nhiêu. Công nhân thì các bạn muôn đời không giàu có được đó là chỗ ấy. Tư bản đã tính rồi, một ngày các bạn làm 8 tiếng, 10 tiếng, 12 tiếng, 16 tiếng, mức lương chỉ đảm bảo mức bây giờ tầm độ 10 triệu, 12 triệu, 16 triệu các bạn nghĩ là cao. Nhưng mà về các bạn nhận đấy, làm đấy, vào cái mùa biêu mộ này các bạn làm thì có khi mỗi ngày các bạn làm bằng tháng lương rồi. Nên nó khác nhau ở cái lao động tự do như vậy. Còn cái công nhân phổ thông thì nó gọi là phổ thông rồi. Nghe thì tưởng là lương cao nhưng mà trông vào lương hết 100%. Hai vợ chồng thu nhập 30 triệu tháng thì 20 năm sau thì là cái mức nó là các bạn cứ tính chỉ bằng cứ họ bằng hai chỉ vàng thôi. Nhưng các bạn cứ luôn luôn như thế được bao nhiêu thì vàng nó lại lên bấy nhiêu, giá cả thị trường nó lại khác. Ba mươi bếp full bếp full này. Thế hôm trước có bạn hỏi rồi, em mua nó chỉ có 15.000 thôi, 20.000 mình lấy nó không có giá đấy thì các bạn không bao giờ các bạn mua được, bởi vì nhập mình nhập từ nước ngoài luôn. Mình nhập là có mình không sang đấy nhưng họ sang tận đây họ làm việc với mình rồi, mình đã làm nhà phân phối bán rẻ nhất nhất trong cả nước rồi thì làm gì còn chỗ nào rẻ hơn nữa. Nên là cái đấy là chỉ có sản phẩm giỏ. Kim loại cơ khí thì kim loại thì nó có sắt, thép, đồng, nhôm, kim loại đen, nó hợp chất carbon với lại hợp kim này là siêu bền nhất. Ba mươi cái hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười mười một mười hai mười ba mười bốn mười lăm mười sáu mười bảy 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Riêng thợ của mình bắn thì bắn được nhiều lắm. Một cái này thì phải bắn được tầm độ 30 cái bia. Về và các bạn bắn không biết bắn được bao nhiêu, các bạn nào có bắn mà ít nhất phải được 20 cái bia, mình mà bắn có khi phải được 50 cái bia. Nhiều bạn nói không tin nhưng mà nó là do kỹ năng bắn hết. Ví dụ như là mình bắn độ 5 phút được một cái bia thì các bạn bắn tầm độ 10 phút thì đương nhiên là mình mà bắn được 50 cái thì các bạn chỉ bắn được 25 cái bia thôi. Đấy, nó là do như vậy, kỹ năng bắn hết. Mình mà bắn thì mình chỉ dùng máy 3 lên 3 HP là mình bắn được rồi. Nhưng các bạn bắn thì 4 HP thì các bạn mới không kêu thiếu. Con heo rồi, hai bao cát nữa. Này đi Tuyên Quang, chia thái gái Tuyên. Nhà thái gái Tuyên, gái Tuyên Quang đẹp nổi tiếng vì
khí hậu trên đây nó mát, mát mẻ nên là da trắng. Như này là yên tâm tuyệt đối luôn rồi. Chuyển đi nó phải vào cái nơi mà lũ lụt thì mới sợ chứ. Đây lên Tuyên Quang thì mất chỗ. Miền Bắc nó đi nhanh thì một hôm, chậm thì hai hôm. Các bạn đã đặt bên mình rồi thì các bạn yên tâm nhé, không cần phải hỏi lịch trình một đi đến đâu rồi hay là ai gửi hàng chưa. Sáng nay hai bạn hỏi đá thế bảo sợ chuyển tiền trước. Nhà mình đây rồi. Qua. Wow. Đi sớm ghê nhỉ. Có uống nước. À, chạm đi luôn à? Không về nhà. Ở chạm đi luôn này. Đây, vào đây xong. Vào đây xong rồi. Ngồi đây. Mời. Đây, mời lãnh đạo ngồi đây. Ngồi đây để tôi đóng hàng cái xong rồi đi. Bị ngã giờ ông lên trưởng trạm rồi đấy nhỉ. Có nghe tiếng không? Gớm rồi, xuống đợi nhỉ. Đúng rồi, đi sớm đi. Thấy gương mẫu thế đi. Nhiều thằng đi muộn lắm. Dòng người đợi thôi. Đúng rồi. Giống hàng. Chạm xuống đây luôn à? Nóng á? Đóng hàng cho khách đây. Đúng rồi. Cát à? Cát. Đây là bao cát hạt mài với bao cát thạch anh. 50 cân đấy. Giờ ông có vác được cái này không? Hai lượt bao rồi nhưng cho thêm lượt bao nữa. Ai? Gửi đi cho khách toàn quốc. Một bao cát hàn mai, một bao cát thạch anh. Đúng
ngã xe đấy, rượu vào đấy, làm hỏng mất một con người đang nhanh nhẹn hoạt bát. Giờ nghị định 100 ra thì không ai dám uống rượu nữa. Xe máy phạt 8 triệu, ô tô phạt 40 triệu, nhưng mà tiền là nhỏ, con người là quan trọng. Ông bạn cấp 3 đây, học cùng cấp 3 đây, 21 ngày mổ lão, 21 ngày mới tỉnh nhỉ. Giờ lão nó hoạt động chậm hơn, rất nguy hiểm, rượu rất nguy hiểm. Uống chỉ là văn hóa thôi, giao lưu với nhau cho vui thôi, chừng mực. Phương tiện phấn đấu để có điều kiện, có điều kiện mua ô tô rồi đi thuê người lái. Cục sắt nó bảo vệ mình. Đang nhanh nhẹn. Đóng toát mồ hôi. Thôi tạm thời đóng thế nhé. Có khách của anh bạn đến thì lại nghỉ nhá. Làm cái ảnh cho các bạn xem, nhưng mà thôi lại để sau. Phải nghỉ riêng lắm chứ. Không làm nào thôi. Mấy giờ? Giờ 3:30 à, cũng làm thoải mái. Làm tiếp cái ảnh nữa. Hàng đi hôm nay đây nhá các bạn nhá. 2 bao cát, 1 cuộn đờ can, 1 hộp bếp phun. Bạn nào mua thì liên hệ nhá, máy phun cát Duy Tùng Bắc Giang. Điện thoại 0915 101 180. Nói xin chào tạm biệt các bạn. Máy phun cát Duy Tùng Bắc Giang xin kính chào quý khách. Chúng tôi chuyên phân phối bán sỉ lẻ máy phun cát thế hệ mới, dùng bắn đá bia mộ, tạo nhám gương kính, bắn đầu bò sơn xe máy, bắn sắt sơn tĩnh điện, đồ gỗ CNC, làm sạch bề mặt tất cả các chất liệu. Các sản phẩm bao gồm máy nén khí Puma, Pegasus, cối 30 lít, 100 lít, cát thạch anh, oxit nhôm, hạt mài, bếp phun carbon, hợp kim, dây cao su vải bố và các phụ kiện nhập khẩu khác. Đặc biệt, cung cấp chọn bộ máy làm bia mộ gồm máy vi tính, máy cắt đề can Mimaki, máy nén khí, cối, cát, bếp, được học nghề miễn phí. Với phương châm luôn mang giá trị đến với khách hàng, phong cách phục vụ chuyên nghiệp, nhiệt tình, chu đáo, chúng tôi cam kết sản phẩm và dịch vụ chất lượng tốt nhất. Hotline 0915 101 180. Địa chỉ Tổ dân phố Minh Phượng, thị trấn Nham Biển, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.